điện rồi. Nhìn bắt đèn. Cuộc đời cũng nhân là vậy đó. Đâu sung sướng việc máy đâu. Còn hai bột canh hay vậy mà. Hà nó không ăn. Quên. Ủa mẹ không có camera trước. Chắc là đổi điện thoại quá. Ôi ơi ơi, đứt dây. Lấy máy kia kìa, đổ máy vậy á. Ờ. Đổi kìm đi, đổi kìm hàng được rồi. Đổi kìm là được rồi, đổi kìm hàng được rồi, nó nói tiếng Việt mà, mày nghe không? Nó nói tiếng Sơn La đâu. Hiểu không?